Sáng ngày 13 tháng 5, Liên đội trường Tiểu học Nam Hồng phối hợp với Đoàn phường Thọ Sương đã tổ chức điểm cấp thành phố tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi về luật trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn đuối nước, chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Tới dự có anh Lê Anh Dũng, Ủy viên Ban chấp hành tỉnh đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo phường, Đoàn Thanh niên phường Thọ Sương, các thầy giáo, cô giáo, tổng phụ trách đội của 16 trường tiểu học trên địa bàn thành phố, ban giám hiệu, cán bộ giáo viên, nhân viên và hơn 300 đội viên tiêu biểu của trường tiểu học Nam Hồng. Phát biểu khai mạc, anh Lê Anh Dũng, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố đã ôn lại truyền thống 83 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5, đồng thời nhấn mạnh chương trình giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi về phòng tránh tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, tai nạn đuối nước là hoạt động bổ ích để các em đội viên được trải nghiệm, nâng cao hiểu biết và trang bị kiến thức kỹ năng cần thiết cho bản thân trước khi bước vào kỳ nghỉ hè. Tại buổi tuyên truyền sau khi xem tiểu phẩm về phòng chống tai nạn thương tích, các đại biểu và các em học sinh đã được nghe diễn giả Thạc sĩ Thanh Tĩnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Kỹ năng Super Kid tuyên truyền về phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn đuối nước. Cùng đó, diễn giả đã giao lưu trao đổi, trả lời câu hỏi của học sinh xung quanh nội dung này.